nói chung là cái đợt này anh em giãn cách này là cảm giác nó đúng bình yên luôn á. Ngoài đường không có ai bán đồ gì hết, nó như kiểu đúng kiểu chợ Tết luôn á, bình yên khủng khiếp luôn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với lại vlog của Black ha. Thì hôm nay là ngày ngày cuối cùng là mọi người được ra đường nhiều á. Ngày mai là ngày cách ly rồi anh em. Ngày mai là ngày cách ly rồi. Thế nên hôm nay ra đường cực kỳ vắng luôn. Nó có cái mấy chỗ ở siêu thị đồ này nọ á, là người ta chuẩn bị về quê hết rồi anh em. Là đông, chỉ đông ở mấy khúc như là ở quốc lộ nè, mấy cái nơi mà như quốc lộ mới lại cái nơi giao á. Mình nghe nói là đợt này đi về á, là họ anh em phải có cái giấy là khai báo y tế á, cái giấy giấy xét ngừa Covid anh em, là trong vòng 5 ngày thì mới được về, giống như là cái tỉnh như Long An, Bình Dương rồi nọ đó. Nó nghĩa là nó sẽ cách ly toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh so ra với các tỉnh khác luôn. Thế nên anh em lưu ý ha. Bây giờ ra đường này anh em, ra đường cái đường nó vắng hoe luôn này anh em thấy không, cái đường nó vắng hoe luôn, đường nó vắng ơi là vắng luôn á, khủng khiếp thật. Nói chung là cái dịch bệnh này nè, nó càn quét cũng đúng khủng luôn á. Giờ đâu làm ăn được gì đâu, giống như là anh em mình đi quay YouTube cho anh em xem á, cũng không đi quay được luôn, là chỉ có quay ở trong nhà đồ này nọ, làm vlog đồ nọ thôi. Chứ nếu mà đi ra ngoài đường quay như thế này là chắc ngày mai không quay được nữa rồi. Ngày mai là khó quay hơn. Nếu mà quay thì chắc chỉ đi một mình quay thôi. Tại vì không có được tụ tập này. Rồi không có được kiểu mình phải có cái công việc gì là... Này rung nè. Cổ lái rung nè. Đó thấy không? Mình không hiểu sao rung dữ ta. Nhà bạn mình ở đây trong này này. Không biết nó có cho vào không nữa cơ. Nói chung là mấy ông rap, ông nào rồi nọ đó giờ chuẩn bị, cũng chuẩn bị nghỉ hết trơn rồi chứ đâu có được chạy nữa đâu. Mình nghe phong phanh là cái vụ đó là cái vụ đó là cái vụ rap đồ này nọ, nào này nọ là hầu như là dừng hoàn toàn rồi. Là nhà bạn mình ở trong này mà không biết bây giờ là nó gọi nó có được không nữa, tại vì mình nghĩ là sợ nó không có cho vào với chứ. Trời ơi, trời lại một mưa rồi. Nhưng mà bây giờ là Grab nè, Now nè, rồi mấy cái ngành dịch vụ khác nè, là mình nghe nói là sẽ dừng hoàn toàn luôn. Ý là dừng vận chuyển đó, hạn chế vận chuyển đó. Với lại mấy cái khu trung tâm thương mại như là mình chỉ thấy còn Aeon mở nè, rồi Bách Hóa Xanh mở nè, mấy cái nơi mà bán đồ ăn thức uống rồi đó, kiểu như là mấy cái ú phẩm đồ đó thì còn mở thôi. Lúc nãy mình ra đường á, mình thấy ở khúc nhà mình á, trời ơi, mấy bác là ra mua mì gói rồi mua tùm lum tùm la hết, bu đông lắm, nói chung là đông nghẹt luôn, nó giống như là Tết vậy á. Mà cái đó nó nguy hiểm nữa, ví dụ như là có một người dính cái là tất cả mọi người đều dính luôn, khủng khiếp. Để gọi cho nó thử coi, không thấy nó, không, một bạn kia làm sao mà thấy bạn ngồi đó không ta? Để ta coi bà sao vậy. Nãy mà mình thấy ông 2-3 lần rồi, tại mình chạy vào đây mình gọi hoài không được, mình đợi bạn mình nè. Mà mình thấy ông 2-3 lần rồi á. Dịch mà ra đường ngồi này là đâu có được. Thế ông ngồi đó hoài luôn á. Mình không biết là sao nữa mà thấy, mình thấy ông ngồi là từ lúc lẫy rồi, tầm khoảng cũng khoảng 15-20 phút rồi đó. Không biết có gì không. Trời ơi. Ủa sao ngồi đây anh trai? Không gì đâu. Ủa sao ngồi đây anh trai? Không gì đâu.
thấy tại nãy á, là em chạy qua đây 2-3 đợt rồi mà em thấy anh ngồi đây một hoài mà em đi 2-3 vòng rồi đó. Là anh giao đồ ăn hay sao vậy? Em cũng giao đồ ăn, khách nó đặt ở trong khu chung cư này nè. Mà tự nhiên giờ gọi điện nghe không được. Là sao đó? Là có nghĩa là gọi nó không bắt máy, thuê bao luôn. Rồi trời. Là anh đi giao đồ ăn mà họ thuê bao luôn hả? Họ không nghe máy hả? Họ không nghe luôn, khóa máy luôn rồi. Anh đi, anh giao cái gì vậy? Giao bánh với nước nè. Đặt cho máy on để giao ra ngoài chung cư này nè. Mà giờ đặt nó không nghe máy, gọi không nghe máy. Mà em thấy như này nè, bây giờ hôm nay là ngày mai là chuẩn bị cách ly rồi. Mà sao anh không về nữa mà còn ở đây? Giờ nhà anh ở dưới Quảng Trị luôn á, xa lắm. Mà giờ về quê nó phải bắt cách ly cái thứ nữa. Lại đặc biệt muốn về cũng không có tiền để về nữa. Tại em còn sinh viên đi học, giao hàng kiếm thêm mà. Rồi ngày hôm nay anh giao được nhiều không? Ngày hôm nay có giao được đâu, dịch đồ nó, người ta không có chịu đạp, người ta ở nhà, người ta mua đồ sẵn rồi hết rồi. Giao ngày hôm nay sáng giờ chắc chạy được đâu 100 ngàn hơn á. Ôi là anh đi giao là từ sáng giờ giao mới được có 100 ngàn hơn thôi. Thì sáng giờ anh chạy được có đâu 5 phút chứ mấy. Phút trời, có 2 ngàn, 25 ngàn. Rồi cái này anh giao cái gì vậy? Em xem được không? Em mua bánh rồi nước ở trong Aeon này nè. Trời ơi. Ủa cái này anh hết nhiều không? Cái này á nó cũng không nhiêu mà tầm 100 ngàn á, mà nay chạy được 100 ngàn mà mua cái này hết 100 ngàn bơm mất tiêu. Nó kỳ vậy ta. Nặng lắm luôn. Là từ lấy giờ? Từ lấy giờ chắc cũng 25 phút á. Là từ lấy anh gọi không nghe máy luôn? Nghe luôn. Chắc nãy giờ cũng được 30 phút rồi. Anh gọi lại coi được không? Nếu không gọi được đưa em gọi cho. Tắt máy rồi. Tắt máy luôn hả? Ủa kỳ thật luôn á, địch giao hàng mà sao kỳ vậy trời. Nản lắm anh. Đưa em gọi thử cho, đưa số đây em gọi cho. Số như em đưa em gọi cho. 0932 655. Rồi từ sáng giờ là giao được như đây thôi hả? Sáng giờ giao được 5 đơn. Alo? Ai vậy? À, anh ơi, anh cho em hỏi là anh có phải đặt giao hàng ở Aeon đúng không anh? Có em ạ, không số rồi. Dạ, anh có đặt nào không? Có bạn nào bạn đợi anh từ nãy giờ ở dưới chung cư này hả? Chung cư nào em? Chung cư Aeon đó anh. Ôi trời. Ok anh, vậy rồi ok. Nó nói sao anh? Bạn nói là đặt sai địa chỉ rồi. Sai số điện thoại rồi. Phải số điện thoại đó không? Đúng mà, em gọi nãy giờ cũng 3-4 cuộc luôn. Ôi vậy là chắc người ta không nhận rồi. Dịch Dũng làm ăn không có mà giờ còn bơm hàng. Đinh nạn lắm. Nói chung là bây giờ là hết 106 ngàn. Bây giờ là anh cũng chưa ăn trưa nữa. Đó thì có gì anh lấy anh ủng hộ em ha. Nói chung là anh em thì thoải mái thôi. Anh em thoải mái thôi, anh cũng chơi xe thì anh em gặp nhau là bình thường thoải mái thôi. Mà có phiền anh không? Không, anh bình thường em. Em ngại lắm á. 106 hả? Dạ. Là 100. Đưa em 100 ngàn cũng được hay 90 ngàn cũng được. Coi như em hoàn lại tiền xăng thôi. Đây 105 nè. Anh thiếu 1 ngàn. Cảm ơn anh. Thì nói chung là bây giờ như thế này nè. Bom hàng thì cũng bom rồi. Anh em thì cũng không muốn điều này xảy ra thôi. Nói chung là cái này anh gửi em. Cảm ơn anh nha. Cái đó anh gửi em thì coi như là anh em ấy thôi. Còn xe này mà em đi bô này em không sợ công an hả? Dạ không anh. Em chạy từ từ, nói chung mình lịch sự, công an nó cũng không có làm gì mình đâu.
mình lịch sự đồ thì mình không nẹt vô, mình không có đánh võng đồ thì công an cũng không nói gì mình đâu. Mình tinh thần lịch sự, nói chung mình hiền lành ngoan ngoãn thì mấy anh cũng tha. Ờ, tại vì anh thấy đi mấy cái bô này nó nổ ghê lắm á. Xe em thì cũng êm lắm, nó không có nổ gắt gao lắm, tại em cũng không có, em có ý thức đó, nên mấy anh cũng không làm khó. Ờ, xe cũng